Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: bảo vệ môi trường nước trong nuôi tôm để hạn chế dịch bệnh. Tiếp đó, một nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con đặc điểm nhận dạng sâu keo mùa thu. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa dự báo vụ thu mùa năm 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ có gần 9.200 ha cây trồng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, tập trung ở các huyện, thị xã như Nghi Sơn, Yên Định, Hà Trung, Nông Cống, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc, Triệu Sơn. Để giảm thiểu thiệt hại do ngập úng có thể xảy ra, chính quyền các địa phương, nhất là những huyện, thị xã có diện tích nằm trong vùng xảy ra ngập lụt, đã và đang cùng với các công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, tập trung chỉ đạo tu sửa bảo dưỡng các cống tiêu, các cống ngăn lũ, các trạm bơm tiêu úng, công trình hồ đập. Tổ chức kiểm tra vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van tràn xả lũ, đảm bảo vận hành tốt trong mùa mưa bão, đồng thời chủ động tiêu nước đệm trước khi có mưa lớn xảy ra. Bên cạnh đó, các địa phương đơn vị tổ chức huy động lực lượng ra quân nạo vét kênh tiêu, vớt bèo tây, bèo mảng, rau muống, giải tỏa ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình tiêu thoát, các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên các hệ thống kênh trục tiêu lớn. Để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa thương phẩm, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đã và đang thu hút doanh nghiệp mở rộng diện tích liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Theo đó, huyện Nông Cống đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người dân về các kỹ thuật mới trong sản xuất lúa giống, đưa các giống lúa thương phẩm mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao được người tiêu dùng ưa chuộng vào gieo trồng. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để thực sự là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, trong vụ chiêm xuân và vụ mùa năm 2021, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu lúa thương phẩm cho bà con trên địa bàn với tổng diện tích đạt gần 1.000 ha. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích lúa thương phẩm được liên kết với doanh nghiệp đạt năng suất bình quân 70 tạ một hecta một vụ, cao hơn từ 7 đến 8 tạ một hecta một vụ, lợi nhuận trên một hecta cao hơn khoảng 20% so với diện tích sản xuất lúa đại trà. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón trong nước và thế giới đã liên tục tăng dần qua từng tháng. Dự báo giá phân bón trong nước cũng như trên thế giới từ giờ đến cuối năm 2021 duy trì ở mức cao. Cụ thể, với giá phân bón sản xuất trong nước, phân ure đạm Cà Mau tăng 72% từ 6.800 đồng 1 kg lên 11.700 đồng 1 kg, phân NPK Bình Điền tăng 24,3%, loại NPK 16168 cộng 13S từ 8.860 đồng 1 kg lên 10.760 đồng 1 kg. Nguyên nhân chính khiến giá phân bón tăng mạnh theo Cục Bảo vệ Thực vật là do giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao. Chuỗi cung ứng vật tư nguyên liệu toàn cầu dễ bị đứt gãy do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trước thực trạng trên, Cục Bảo vệ Thực vật kiến nghị các bộ ban ngành liên quan, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón thống nhất các biện pháp như tăng sản lượng sản xuất, hạn chế xuất khẩu, ưu tiên nguồn hàng phục vụ sản xuất trong nước, sử dụng phân bón với lượng vừa đủ, cân đối, tránh lãng phí nhưng đảm bảo hiệu quả. Cục đề nghị các lực lượng chức năng sẵn sàng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ, thổi giá để trục lợi. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, hiện các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu vào chính vụ thu hoạch rộ lúa hè thu năm 2021. Tuy nhiên, 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thành theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khiến việc thu mua, sản xuất và chế biến lúa gạo bị ảnh hưởng lớn. Để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành lương thực kết nối vùng sản xuất để tiêu thụ lúa hè thu năm 2021 đang vào thu hoạch rộ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị các địa phương đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tiêu thụ lúa gạo hàng hóa trong dân, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc kết nối vùng sản xuất và đảm bảo khâu vận chuyển lúa tươi từ đồng về nhà máy sấy được kịp thời. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ tổng hợp thông tin thời gian thu hoạch ở các vùng trồng lúa của từng địa phương. Bởi điều này giúp hiệp hội thông báo kịp thời đến các thương nhân xuất khẩu gạo ở từng địa phương để họ tiêu thụ trực tiếp lúa hàng hóa cho nông dân khi có nhu cầu. Thưa quý vị, bà con và các bạn,
Để các loại hình tôm nuôi phát triển bền vững, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó vấn đề bảo vệ nguồn nước trong nuôi tôm nhằm hạn chế dịch bệnh đang được người nuôi chú trọng. Xã Đan Lộc, huyện Hậu Lộc có 484 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi tôm khoảng 230 hecta. Do nguồn nước bị ô nhiễm dẫn đến tôm nuôi ở đây thường xuyên bị dịch bệnh. Để bảo vệ tôm nuôi, xã Đan Lộc đã tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi sử dụng men vi sinh để xử lý đáy ao, làm sạch nguồn nước, cải thiện môi trường ao nuôi, phòng ngừa các tác nhân gây bệnh trên tôm. Và cái tôm ở đây thường xuyên là nó hay có cái bệnh là xơ gan, ruột chân trắng. Đấy, rất khó để điều trị. Thế nhưng mà bằng các cái biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, rồi là bằng các cái chế phẩm sinh học, nên là hộ quần chúng nhân dân là người ta cũng chủ động, người ta trực tiếp người ta liên hệ hoặc là đến trực tiếp hội nông dân để liên hệ để mua các cái chế phẩm này về để sử dụng. Hiện nay Thanh Hóa nuôi thả trên 4.000 hecta tôm, trong đó trên 500 hecta nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng, còn lại là diện tích nuôi xen ghép với các đối tượng tôm, cua và cá. Tuy nhiên do ô nhiễm nguồn nước, môi trường trong ao nuôi nên dịch bệnh xảy ra trên tôm chiếm từ 20 đến 30% diện tích, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người nuôi. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến nguồn nước trong ao nuôi bị ô nhiễm là do các hộ nuôi tôm trực tiếp lấy nguồn nước từ bên ngoài, từ cửa sông, cửa biển đưa vào đồng nuôi và chưa qua xử lý lắng lọc. Nhiều hộ không bố trí ao lắng, ao xử lý hoặc ao lắng, ao xử lý không đảm bảo khả năng chứa, lắng lọc và xử lý nước thải, ảnh hưởng chất lượng nguồn nước cấp và gây ô nhiễm môi trường trong ao nuôi, làm phát sinh dịch bệnh trên tôm. Để giúp các hộ nuôi tôm chủ động bảo vệ chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, các ngành, các địa phương tăng cường chỉ đạo các hộ nuôi tôm thường xuyên kiểm tra nguồn nước, con giống, xử lý tốt nguồn nước trong suốt quá trình nuôi bằng chế phẩm sinh học, công nghệ vi sinh nhằm giảm thiểu các độc hại, cải thiện môi trường nước trong ao nuôi. Trong quá trình xử lý thì nước thì có hệ thống thoát nước riêng, có hệ thống xử lý ao lắng, ao lọc, và sau khi cái quá trình nuôi xong thì cái nước mà trong ao nuôi thì được thu về một chỗ, để sau đó là làm quá trình là cũng xử lý các mầm bệnh, xử lý xong rồi bị thải ra môi trường. Thì cái này thì cũng được rất đông đảo hội viên nông dân tham gia hưởng ứng. Trong vấn đề môi trường thì có rất nhiều cái chỉ tiêu, ví dụ như độ pH, độ kiềm, rồi các khí độc, rồi độ mặn. Khi đối tượng thủy sản sinh trưởng phát triển được thì nó phải nằm trong cái ngưỡng cho phép, rồi thậm chí là vượt qua ngưỡng nó thì gây chết hàng loạt là do yếu tố môi trường không được đảm bảo. Để đảm bảo môi trường nước trong ao nuôi an toàn, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, các hộ nuôi tôm trong tỉnh cần có các dụng cụ, thiết bị đo đạc và quan trắc các yếu tố môi trường để sớm có biện pháp khắc phục, đảm bảo chất lượng nước cũng như nguồn nước trong ao nuôi. Tuyệt đối không được phép sử dụng các loại kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất trong ao nuôi và chất cấm để phòng trị bệnh cho tôm nói riêng và nuôi trồng thủy sản nói chung. Thưa quý vị và các bạn, sâu non, sâu keo mùa thu có thể ăn hơn 300 loài thực vật, bao gồm cả ngô, bông, lúa, đậu tương, mía, cây rau, nhưng chủ yếu trên cây ngô, nhất là ngô ngọt, ngô nếp, ngô làm thức ăn chăn nuôi. Do vậy, bà con cần nhận biết đặc điểm nhận dạng sâu keo mùa thu để sớm có biện pháp phòng chống một cách hiệu quả. Đặc điểm nhận dạng sâu keo mùa thu: sâu non có 6 tuổi, tuổi 1, 2 cơ thể màu xanh nhạt, vàng nhạt, tuổi 3, 6 có nhiều màu khác nhau như trắng sữa, nâu nhạt, nâu sẫm, xanh lá cây, xanh đen, tùy theo môi trường thức ăn. Trên trán sâu non tuổi 4, 6 nhìn rõ hình chữ Y ngược màu vàng, mặt lưng màu đen với lông cứng dài. Trên mặt lưng, đốt bụng thứ hai từ cuối lên có 4 chấm đen được sắp xếp thành hình vuông, trong khi các đốt khác có 4 chấm đen hình thang cân. Kích thước sâu non tuổi 1 dài khoảng 0,5mm, lên tuổi 3 sâu non dài 6-9mm, tuổi 6 sâu non dài 30-40mm. Đặc điểm gây hại: sâu non tuổi 1, 2 và tuổi 6 ăn ít, nhưng sâu non tuổi 3, 5 ăn nhiều và gây hại nặng. Sâu non tuổi 1, 2 ăn nhiều bì ở mặt trên của lá non, gây ra các vết hình vuông hoặc hình chữ nhật màu trắng đặc trưng. Sâu non tuổi lớn hơn ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các lỗ lớn. Sâu non thải ra nhiều phân ngay trên lá, nõn cây ngô nên dễ dàng phát hiện. Do vậy, bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để sớm phát hiện và có biện pháp phòng chống kịp thời hiệu quả, tránh để sâu keo lây lan ra diện rộng. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.